Vụ việc bệnh nhân 1342 vi phạm cách ly và lây bệnh cho bệnh nhân 1347 dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việt Nam sau gần 90 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, thì giờ đây chúng ta phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ 3 đang đe dọa cộng đồng. Điều này cho thấy rõ ràng khâu cách ly đang có những lỗ hổng. Bệnh nhân số 1342 đã lây COVID-19 từ bệnh nhân số 1325, sau đó lây cho bệnh nhân 1347 trong thời gian tự cách ly tại nhà. Có thể thấy bệnh nhân này đã vi phạm cơ chế cách ly không chỉ tại nhà mà ngay cả ở khu cách ly. SARS-CoV-2 là virus có thời gian ủ bệnh 14 ngày, cá biệt có trường hợp ủ bệnh lâu hơn. Việc cách ly 5 ngày tại nơi tập trung, sau đó trở về cách ly tại nhà, không có nghĩa là người có nguy cơ đã trở thành người không lây nhiễm. Quá trình ủ bệnh thì từ 2 đến 14 ngày. Cái chuyện mà 5 ngày chưa đảm bảo chắc chắn được cái chuyện là bệnh nhân không mắc SARS-CoV-2. Thì cái chuyện mà khuyến cáo là sau 14 ngày và được làm xét nghiệm sàng lọc lần 2 trước khi thôi cách ly thì tạm yên tâm. Vấn đề là phải đảm bảo đúng cách ly là cách ly. Cách ly là cách ly nghĩa là thế nào? Có nghĩa là không tiếp xúc với những người xung quanh. Nếu bần cùng phải tiếp xúc thì phải tiếp xúc đúng theo hướng dẫn cách. Có những phương tiện phòng hộ, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình và đương nhiên là không nên đi ra bất kỳ chỗ nào cả, thấy mới gọi là cách ly. Bệnh nhân 1342 đi lại nhiều nơi trong thời gian chịu tự cách ly, có thể dễ dàng tiếp xúc với bệnh nhân 1347 và sau đó là bệnh nhân 1347. Đáng ra cũng phải tự cách ly vì tiếp xúc với người có nguy cơ, nhưng lại vô tư hoạt động sinh hoạt bình thường. Bài học lần này cho thấy rõ ràng chúng ta đang có quá nhiều lỗ hổng trong quản lý, giám sát người chịu cách ly. Cách ly tại nhà thì những cơ quan y tế sở tại cũng là vai trò rất quan trọng. Những cơ quan giám sát phải được phân công, chẳng hạn như là trong cái chúng ta huy động tổng lực như là công an, bộ đội, thầy thuốc, rồi cán bộ cộng đồng, chính quyền. Tất cả những cái đấy đều phải là những cái thông tin hết sức là thông suốt. Nếu chúng ta có thông tin đấy, chắc chắn là cái hệ thống của chúng ta sẽ giám sát tốt hơn. Công tác cách ly đã được nhấn mạnh rất nhiều, thế nhưng đáng tiếc, kịch bản xấu nhất đã xảy ra. Đây không chỉ là bài học đắt giá về sự quản lý lơ là, lỏng lẻo, mà còn là bài học về sự chủ quan của bản thân, chính những người ở diện phải cách ly.